Đó, anh chị hiểu được cái này là ngon rồi đó anh chị. Cái tri thức này á, là lần đầu tiên á, cái so sánh này nè là lần đầu tiên Dung nhận được là ở thầy Nhật Anh. Rồi sau một thời gian sau toàn cả năm sau á, mấy tháng sau á, Dung vô tình Dung nghe thầy Toàn nói cái khúc này nữa. Thì hồi 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 trước đó là mình không có biết cái này. Cuộc đời mình từ lúc sinh ra cho tới thời điểm đó Dung chưa có biết cái yếu tố đó. Sau Dung nghe thầy Nhật Anh nói cái đầu Dung ngộ ra. Ồ, có cái này hay quá vậy. Sau sau này mấy tháng sau Dung nghe thầy Toàn có nhắc đến cái này nữa, xong mình ồ, vậy hả? Mình tâm đắc quá mình sẽ thực hiện trong cuộc sống của mình. Mình sẽ thực hiện và kể từ ngày á, Dung hiểu được cái này, Dung ngộ được cái này, Dung không có đau khổ nữa anh chị. Không có đau khổ bởi vì không có cạnh tranh phước báu nữa cho nên không đau khổ. Ê, anh chị mà nhà mình có chia sẻ gì không? Cả nhà mình có bài học tâm đắc ngộ ra hay có gì chia sẻ không? Thích lắm anh chị ơi, thích lắm. À, mời bạn Phan Hương. Mở mic đi bạn. Vâng, em xin trân trọng biết ơn cô Dung ạ. Trân trọng biết ơn sự hiện diện của cả lớp. Em rất là trân trọng biết ơn và hôm nay đã nhận được những cái tri thức rất là tuyệt quý từ cô chuyển giao ạ. Và em được làm siêng làm rõ hơn về tám tố chất nhân tài này. Thì trước khi cái thời điểm mà em chưa được tiếp cận đến môi trường quýt và chưa được tiếp cận đến tri thức này thì em cũng em xin rất là chia sẻ hiện thực của em ạ. Em cũng có những cái vấn nạn và từ khi được biết đến những cái nguồn tri thức tuyệt quý này thì em đã có những cái sự chuyển hóa rất là tốt sau những cái bài học và những cái vấn nạn của mình ạ. Và hôm nay lại được biết thêm những cái tri thức rất là tuyệt quý mà cô chuyển giao nữa, em đã trân trọng biết ơn cô lắm lắm á. Dễ thương lắm à. Vâng, vì và trước khi mà em chưa biết đến quýt thì em cũng có một số vấn nạn là về về gia đình ấy. Về gia đình là có nghĩa là mình cứ theo cái về cái cách nuôi dạy con, em chia sẻ hiện thực của em ạ. Trước khi mà chưa được biết đến quýt thì em có một cái vấn nạn như thế này ạ. Là em cũng bất đồng quan điểm với lại cách nuôi dạy con giữa mình và với lại bên gia đình nhà chồng. Vì cái thời điểm đó thì em có biết đến được một nguồn tri thức từ một người người thầy, thì là em cũng chưa, có nghĩa là chưa chưa đủ trí tuệ để có thể là đứng trên những cái vấn nạn phát sinh của mình để giải quyết được, và đã xảy ra những bất đồng quan điểm với mẹ chồng của mình, và trong một cái thời gian cũng rất là dài, trong khoảng 2 năm trời ấy. Sau khoảng 2 năm mà khi em biết đến WIP K19 này thì em đã có những cái chuyển hóa và làm cho mình có những cái tâm thái và những cái chuyển hóa rất là tốt khi mà mình biết đến quýt ạ. Và bây giờ cuộc sống của em thì em cảm giác là mình thấy như thế này là cũng rất là hạnh phúc rồi, rất là tuyệt vời rồi. Mặc dù mình chưa có tài chính nhưng mà mình đã có những cái bài học sau những cái lần vấp ngã như thế ạ. Trân trọng biết ơn tổ chức và trân trọng biết ơn cô, trân trọng biết tất cả những cái nhân viên mà đưa em biết đến quýt và đưa em biết đến môi trường ạ. Và hôm nay cái bài học tâm đắc ngộ ra của em nó là những cái phần cuối cùng mà cô chia sẻ, đó là không so sánh phước báu của người khác thì so sánh tám tố chất nhân tài đó, thì càng cho em nhận ra đó là mình phải có nghĩa là mình không không nên là đi so sánh phước báu của người mà từ đó mình làm cho mình trở nên đau khổ hơn, mà mình chỉ dùng cái tám tố chất của người, tố chất nhân tài đó để mình tích cái khả năng phát triển và cái sức học tập của mình lên để làm cho bản thân mình phát triển tốt lên hơn mỗi ngày ạ, và trở thành hơn mỗi ngày ạ. Em trân trọng biết ơn cô, em xin phép chia sẻ như thế ạ. Ừ, Xin biết cảm ơn ơn cô, bạn cảm ơn cả Phan lớp Hương. ạ.
Đó, ví dụ như bạn 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 Phan Hường là bạn ấy có sức học tập không thể hình dung đó anh chị. Bởi vì bạn ấy đang vừa bế con mà bạn ấy đang vừa học, là bạn ấy có sức học tập tốt. Tại chúng ta rảnh chúng ta học thì không nói rằng gì rồi. Và bạn ấy vừa bế con, bạn ấy vừa học có nghĩa là bạn ấy rất là chăm học. Bạn ấy không đủ khả năng điều kiện để học thoải mái như mình. Vừa chăm con vừa học là sức học tập tốt đó. Đó, bạn. Em là có tố chất nhân tài đó, em là nhân tài. Vâng, em biết ơn cô ạ. Học tập không thể hình dung. Rồi, rồi mời bạn Phạm Thị Phương Thảo. Em xin kính chào chị Dung và tất cả các anh chị trong phòng Zoom ạ. Rất là biết ơn những chia sẻ của chị Dung, rất là hữu ích ạ. Lúc nào em không có thời gian thì cũng là tiếc, nhưng mà có thời gian là phải vào nghe lựa kim cương của chị Dung. Những cái chia sẻ của chị ứng dụng vào trong cuộc sống của em rất là hữu ích, nhất là ngày hôm nay thì em lựa một cái từ khóa rất quan trọng ngay từ đầu khi mà chị chia sẻ về cái vai trò quan trọng của tám tố chất nhân tài, thì em ngộ được ra luôn đó là khi mà mình biết được cái sử dụng được cái tám tố chất nhân tài này và mình biết là tất cả ai cũng có đều là nhân tài thì mình sẽ có niềm tin và hy vọng rằng là ai cũng có thể là nhân tài từ chính bản thân mình, nếu mình biết cách dùng những cái tám cái tố chất này để khen ngợi và khích lệ những người xung quanh mình thì ai cũng có khả năng là nhân tài hết và đều trở thành nhân tài. Và một cái ở cái đoạn cuối chị có nói là khi mà mình thường xuyên khen ngợi, có thể là đúng là em thấy là mình học thì thế nhưng mà khi mà nói thì thấy ngượng mồm thật, cũng không thể nói được là cảm biết ơn anh đã cống hiến gánh vác thì nghe nó cứ ngượng mồm, nhưng mà khi mà chị nghe chị Dung chia sẻ thực tế, bởi vì chị Dung là người ứng dụng trong cuộc sống, chị học và chị ứng dụng luôn và chị chia sẻ hiện thực của chị, nên em cảm thấy có niềm tin hơn và rằng là mình nếu mà cứ nói thường xuyên thì chắc là nó sẽ đi vào trong tiềm thức và sâu trong mình, và điều đó lại càng lại còn kích hoạt được nghiệp thức của những người thân xung quanh mình thì đều tuyệt À, vời ạ. quan trọng đó. Kích hoạt nghiệp thức Và đó. đấy 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 cái này em thấy cảm thấy rất là biết ơn chị chia sẻ cái đoạn này, bởi vì khi học thì biết là như thế nhưng cũng chưa ứng dụng được, em vẫn chưa ứng dụng được, mặc dù là mình biết nhưng mà khi mình không nói được ra với con với chồng. Nhưng khi chị chia sẻ hiện thực của chị thì em thấy có niềm tin hơn và cảm thấy là cái điều này mình cần phải làm để giúp cho những người thân của mình kích hoạt được tổng nghiệp thức của họ. Và em thấy liêm chính với bản thân mình là đúng là thầy, khi mà bước vào học thì mình cũng chưa nghĩ là mình là nhân tài, nhưng cứ ngày nào cũng được nghe thầy khen ngợi các anh chị có tố chất của nhân tài rồi, dũng cảm rất là thay đổi rồi kiên trì học tập, sức học tập không thể hình dung, thì mỗi ngày nghe như thế thì mình thấy có niềm tin vào bản thân. Vậy thì mình cũng đã nhận được những cái tri thức đấy của thầy, nhận được những cái thì mình cũng nên là sử dụng cái điều đó để khích lệ những người xung quanh mình, thì em rất là biết ơn chị Dung. À, bạn Phương Thảo chia sẻ hay đó anh chị. Không phải là anh chị không có làm được đâu, không có ứng dụng được đâu, tại anh chị chưa có ngộ ra. Anh chị chưa có ngộ ra đó, anh chị ngộ ra anh chị sẽ ứng dụng được. Hôm nay đúng là em ngộ ra luôn đấy chị ạ. Lúc ngay cái À, đầu tiên hay đó, em nghe chị nói là em ngộ được ra luôn. hay à, chúc mừng bạn. Vui quá chị ạ. Bạn này anh chị, bạn Phan Hường kìa. Bạn Phan Hường đang vừa bế con vừa học và đang vừa ghi chép, có nghĩa là bạn ấy là đang có sức học tập để hình dung, tại vì bạn ấy không có phải rảnh rỗi giống như chúng ta là ngồi học không, mà bạn ấy vừa bế con mà vừa học vừa ghi chép đầy đủ. Dung thấy bạn ấy ghi chép từ đầu giờ tới giờ luôn đó. Là cái người như vậy là người có sức học tập không thể hình dung, thì bạn ấy là nhân tài, không nói năng gì hết, dòm vậy thôi là bạn ấy là nhân tài đó, sức học tập vậy đó. Bạn ấy đang bận rộn mà bạn ấy còn học được như vậy, huống chi là bạn ấy rảnh thì bạn ấy còn học cỡ nào nữa. Cho nên đó có phải là nhân tài không? Đó là nhân tài đó. Rồi bạn Phương Thảo á, bạn Phương Thảo á thì hay như thế này nè, là chúng ta là mình cái ngôn ngữ nội tâm á mà mình nói ra ngoài xã hội á thì mới đầu người ta nghe lạ tai, nhưng mà mình cứ là như thuở ban đầu đi, mình cứ như thuở ban đầu là mình cứ nói giống như là mình nói giống như là mình thuở ban đầu vậy đó, cho nên mình cứ tự nhiên mình nói. Cho nên Dung nói với bạn Dung á là biết ơn anh cống hiến gánh vác rửa chén cho em, thì bạn ấy nghe là lúc đầu anh ta nghe thấy lạ tai đó, nhưng mà anh ta thích, tại vì anh ta hiểu cái từ cống hiến gánh vác nghĩa là gì. Anh chị đừng có tưởng là người ta không có biết từ cống hiến gánh vác nghĩa là gì nha, người ta hiểu rất rõ đó, nhưng mà nó lạ tai tại trước giờ chưa nghe cái từ đó.
Nhưng mà chỉ cần anh chị lặp lại 3 lần thôi. Nói bữa nay nói này, dài bữa sau nói, dài bữa sau nói. Người ta nghe 3 lần thì lần thứ 4 anh chị nói là người ta quen, giống như ngôn ngữ bình thường. Tại vì cái ngôn ngữ nội tâm á, nó có cái điện từ dương. Cái điện từ của nó rất là tốt. Cho nên người ta nghe cái từ đó người ta thích. Người ta nghe cái từ đó tự nhiên cái tố chất nhân tài người ta kích hoạt lên. Còn cái từ giỏi nó ngạo mạn lắm. Từ giỏi mình, anh chị mà khen con anh chị giỏi vài lần là đứa nhỏ nó giờ tay hạ liền. Từ giỏi cái điện từ nó, cái điện từ nó dương quá, nó chuyển qua âm. Còn cái từ cống hiến gánh vác á, những cái từ tám tố chất nhân tài này là điện từ nó rất là tốt. Lúc đầu á lạ tai nhưng mà vài lần người ta nghe người ta quen. Tại vì chúng thấy bạn Dung, anh ta nghe Dung Dâm cái mặt cũng thấy người ta quen rồi, hiểu rồi, nghe rất là thích. Hồi xưa nói biết ơn đúng không, giờ thêm cái từ trân trọng biết ơn cho nữa. Mình từ từ mình lòng vô cái người ta nghe vài lần ta quen. Thì những cái từ đó là kích hoạt tố chất nhân tài. Tự nhiên sau này những cái chuyện mà người ta làm mà mình khen á, người ta tiếp tục ta làm nữa, ta làm nữa. Và bây giờ anh ta giỏi hơn so với cái phiên bản hồi xưa rất là nhiều. Là nhờ mình nói vậy nè. Mỗi lần mà anh ta cho Dung tiền á, là Dung khen ngợi cái sự cống hiến gánh vác của anh ta, ghi nhận cái sự cống hiến gánh vác anh ta, nói cho anh ta biết. Cho nên anh ta rất là thích cho mình tiền. Anh ta cho tiền mà anh ta sung sướng đó. Chồng anh chị đó, chồng anh chị mà cho mình tiền đó, anh chị phải làm lớn cái điều đó lên. Cả nhà mình nè, chồng mình mà cho mình tiền á, đừng có chê nha, không có được chê. Làm lớn cái điều đó lên, khen cái người đó cống hiến gánh vác cho mình về mặt tài chính đó. Thì người đó rất là thích làm cái điều đó. Sau này người ta càng ngày càng giỏi, người ta làm kiếm tiền giỏi hơn xưa luôn. Tại vì mình kích hoạt được cái tổng nghiệp thức của người ta lên. Mời bạn Phạm Ngọc Tuyền. Anh chị đừng có coi thường mấy cái tám tố chất nhân tài này nha. Nhân tài xuất hiện là từ tố chất nhân tài này. Nhân tài xung quanh chúng ta đó, những người nhân tài xung quanh chúng ta mà xuất hiện á, là nhờ chúng ta làm lớn cái tám tố chất nhân tài này mà nhân tài xuất hiện. Tại vì trong mỗi con người đều là nhân tài hết á. Chúng ta không biết, chúng ta nhìn cứ nói là ồ người này giỏi, người kia dở, không có. Trong cái tiềm ẩn con người đều có tố chất nhân tài trong đó hết. Chứ không phải là mình không biết, mình nói là ồ cái người đó vô dụng lắm, dở lắm. Rồi cái người ồ cái người kia giỏi nè, người này dở lắm, không có. Người nào cũng tiềm ẩn, cái tổng nghiệp người ta cũng tiềm ẩn là nhân tài trong đó hết. Mời bạn Phạm Ngọc Tuyền. Dạ em biết ơn cô Dung bài học hôm nay các thầy cô ơi. Thú nghe phấn khởi hào hứng. Em rất là biết ơn bài học của cô rất là giá trị và biết ơn sự hiện diện của những cái anh chị mà học ở trên Zoom. Em là tên là Phạm Ngọc Tuyền, quê em ở Vĩnh Long, em cũng mới 20 tuổi. Em xin chia sẻ một cái hiện thực về ba em áp dụng 8 cái yếu tố nhân tài này vào ba đứa con của mình. Em có ba bé, bé 8 tuổi, bé 5 tuổi và một bé mới hơn 1 tuổi. Thì em khi mà em học được cái bài 8 yếu tố nhân tài này, em thấy nó rất là hành tuyệt vời luôn á. Khi mà lúc trước á, mình không biết thì mình cứ chửi con mình ngu, con mình lì, con mình là chậm chạp, con mình lười biếng, không có tập trung. Thì từ đó về sau bắt đầu chuyển đổi lại thành dựa vào 8 cái câu của trong yếu tố nhân tài này thôi. Là em có một cái đứa bé 5 tuổi á, thì bình thường á, mà mình kêu nó một cái chuyện gì đó là nó cứ đứng hoài ở đó. Mình kêu có thể 20 lần, 30 lần cũng đứng chỗ đó. Thì bình thường nếu như vậy thì ai cũng chửi nó ngu, ý chửi nó lì. Sao mà con lì như trâu luôn á, kêu bằng lì như trâu. Nhưng mà khi em biết được thì thì ra đứa bé này nó có một cái tố chất là nó kiên trì khủng khiếp. Phải nói là khủng khiếp luôn chứ không phải kiên trì bình thường. Nói cho nó nghe cái từ đó. Mình dạ em nói biết luôn đó. Cái điều đó cho nó biết. Em nói biết luôn á. Em nói sao mà con mẹ kiên trì khủng khiếp vậy? Con đúng là một người có tố chất nhân tài đó. Tại vì người mà có tố chất nhân tài là cái người đó phải rất là kiên trì. Con rất là kiên trì và con kiên trì khủng khiếp luôn á. Con ăn cái gì mà con kiên trì như vậy? Cái bé em nó trả lời là con ăn bánh quýt. Từ bé nó chỉ nghe thụ động á cô, mà cái từ đó là khi mình nói là nó đi vào tiềm thức của con á. Và con nhớ luôn cái từ đó. Và mỗi lần mà em hỏi con ăn cái gì mà con kiên trì như vậy là con nó cứ nói con ăn bánh quýt. Là em mắc cười đó. Và em nói miết giống như con nói vậy. Mình phải nói miết luôn, cứ sáng trưa chiều tối em gặp là em nói bất kỳ cái tình huống nào em gặp em muốn nói. Và không có bối cảnh em cũng nói luôn đó, có nghĩa là em phải nói luôn luôn nói. Gặp con em thì cứ chào nhân tài của mẹ, chúc nhân tài của mẹ đi học vui vẻ. Chào nhân tài của mẹ đi học mới về, cứ chào miết. Thì em nói để giữ hình con của mình là nhân tài, con của mình nó cũng giữ cái hình của nó là nhân tài. Và em nghe em đem cái những cái điều mà con làm đó em không kể cho chồng, em kể cho chồng em nghe. Tại chồng em đi làm ít khi ở nhà, mà cứ chồng đi về nhà thì em kể con mình ở nhà như vậy đó. Kiên trì thật anh ơi,
xong cái gặp bà ngoại, gặp ông ngoại thì em cũng kể y chang vậy đó, từ từ mọi người cũng chuyển hóa cái hình luôn. Tại vì thường thường ông bà có những cái quan điểm hồi xưa thì cứ chửi cháu mình lì thôi, nhưng mà dần dần ông bà cũng đổi cái hình luôn cô. Thì em thấy rất là kiểu như mình vẫn quảng bá qua lại vậy đó, thì mọi người trong nhà sẽ dần dần đổi cái hình. Em thấy rất là tuyệt vời, cũng như chị Phương Thảo nãy nói đó, là ban đầu mình nói ngại lắm, nhưng mà ban đầu em ngại em không nói trực tiếp được, thì em cũng không có khen chồng em trực tiếp được đâu, thì em dùng cái gián tiếp thôi. Em nói đó là ở nhà con đó, nó khen anh cái gì 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 vậy đó, là bắt đầu em nói em mượn cái danh của con mình em nói với chồng em rất là thích. Mình lúc đó mình không ngại nữa, bởi vì mình nói giống như con mình khen thôi. Thì con ở nhà rất là thương ba, vì ba là một người là phấn đấu và nỗ lực vì yêu thương gia đình, mà đi làm phấn đấu nỗ lực. Ví dụ vậy, cha là một người rất là bao dung. Ví dụ vậy, ở nhà em kể nếp viết vậy đó, mà khi chồng về thì em cũng kể vậy. Thì một thời gian em thấy là trong gia đình em có sự thay đổi. Và con em là mỗi lần mà nó thật sự là cái câu kiên trì đó, là bây giờ là em nhìn đâu thấy cũng con cũng kiên trì chứ. Và con cũng giữ luôn cái hình kiên trì, cứ làm gì là con cứ nói tại con kiên trì. Tại vì con em nói là khó, cái gì mà con em nó nói khó em nói vậy nè, khó không có phải là không có làm được, mà chỉ cần con kiên trì nỗ lực là con sẽ làm được. Thì con em cứ nhớ cái câu đó đó, cái gì nó làm không được thì em nói nhớ cái câu đó là con em nó làm. Và khi mà nó đã làm được á thì em lại tiếp tục nhắc lại một lần nữa, đúng không, con mẹ nói con hồi con là nhân tài mà, con kiên trì á con sẽ làm được. Thì em cứ nhắc miết vậy đó. Từ từ con khắc cái hình đó luôn. Và bé Băng cũng vậy cô, bé Băng 8 tuổi thì em hay dùng cái từ cống hiến gánh vác, bởi vì mỗi khi em vô Zoom vậy nè thì em hay nhờ con của em á, con ơi chừng nào mà mẹ học mà mẹ có quên vợ con nhắc mẹ nha, hoặc là con vô Zoom cho mẹ rồi con nhắc nhỏ mẹ nha. Xong là con em nhiều khi á là nó vô Zoom cho em rồi nó nhắc mẹ ơi tới giờ đó mẹ, 12 giờ cho mẹ, 10 giờ cho mẹ, hoặc là tối nhắc, là em hay dùng nó. Nè mẹ cảm ơn biết Băng nha, biết ơn biết Băng gì, biết Băng cống hiến gánh vác cho mẹ. Mẹ biết ơn mẹ Băng cái cống hiến gánh vác cho gia đình. Và khi con em mà nó cầm cây chổi hay nó cầm cái gì đó, à, là nấu cơm phụ em gì đó, thì em cũng khen ngợi bằng cái câu cống hiến gánh vác đó, thì con mình nó rất là thích thú luôn, giống như cô nói nha. Và cái tổng nghiệp thức của con nó được kích hoạt đó. Mở nhanh lắm, rất là nhẹ nhàng, con đi học rất là nhẹ nhàng, mình không có cần phải là cho học thêm học gì cho, mà em thấy mấy bạn nó phát triển một cách tự nhiên, nó nhẹ nhàng lắm. Em không cần can thiệp vào chuyện học của con tự giác con học tốt được, con nói chuyện cũng rất là lưu loát, con rất là tự tin. Em thấy cái điều đó mình chỉ có cần khen ngợi thôi, ngồi chỗ khen thôi mà con của mình kích hoạt được thì rất là hay luôn. Đúng bài rồi đó. Hiện thực. Đúng bài. Dạ, biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Phát huy nha. Tiếp tục phát huy nha. Dạ. Dạ, biết ơn cô. Bạn Ngọc Tiền, bạn chia sẻ hay đó anh chị. Anh chị đừng có tưởng là con nít nó không có hiểu mấy cái từ đó nha. Nó đừng có hiểu, đừng có tưởng là nó không hiểu từ cống hiến gánh vác nha. Anh chị đối với con nít anh chị nói mấy cái từ đó thoải mái luôn. Tại vì nó hiểu bài nhanh lắm. Đối với chồng mình hay là người xung quanh mà lớn á, mình dùng những cái từ nội tâm như cống hiến gánh vác, người ta mới đầu người ta nghe người thấy nó hơi lạ tai thì mình cũng ngại nói. Nhưng mà đối với con nít anh chị nói thoải mái. Tại vì cha nó nhập vô cho nhanh. Con nít nó đâu có bắt bẻ anh chị đâu. Cùng lắm là nó hỏi cái từ đó nghĩa là gì thì mình giải thích thôi. Cho nên con nít nó không có bắt bẻ, nên anh chị dùng cái từ cống hiến gánh vác, trân trọng biết ơn, khiêm tốn, anh chị nói thoải mái với nó luôn. Dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm thay đổi. Nó hiểu hết á. Đó, anh chị nói chừng 3 lần là sau này nó nhớ cái từ đó luôn, nó thuộc cái từ đó luôn. Tại vì trẻ em cái não bộ nó mở ra nhanh lắm, nó nhập vô nhanh lắm. Cho nên là những cái việc gì á mà anh chị thấy á, nó cứ mè nheo nó đòi miết rồi, là anh chị khen nó là kiên trì. Con rất kiên trì. Con đúng có tố chất của nhân tài, con có kiên trì. Có một cái hiện thực như vậy, nó là con một bé 5 tuổi của em á, thì nó mỗi lần mà nó nghe một bài hát Việt Nam ơi mà nó kêu em bắt đi bắt lại chắc một ngày có 20 lần. Và nó nghe có thể là một tháng nó nghe cái mà em nói nếu như mà em không hiểu tri thức này là em sẽ chửi con em là lì. Sao mà lì dữ vậy? Nhưng mà khi em hiểu được rồi thì em bắt đầu chuyển dịch sang từ kiên trì. Con của mẹ kiên trì khủng khiếp. Có một bài hát mà con có thể nghe như thở ban đầu, nghe 100 lần con cũng giống như lần đầu tiên con nghe vậy. Con cứ kêu vừa bắt xong là kết thúc cái bài xong, con của em sẽ kêu bắt lại lần nữa, và cứ làm hoài như vậy. Đúng là kiên trì thật, đúng là nhân tài. Và em cũng áp dụng cái bài nhân tài đó luôn đó. Cái bé đó là cái hiện thực bé băng có một lần là lấy tiền của gia đình đó con. Thì khi không biết con, chắc là con nói là con sẽ đem cái cặp của con về, con mua đồ chơi con để ngay cái nhà đó. Con nói với mẹ vậy nè, con nói là con biết đó là con đem cái gì về nhà,
con rất là dũng, con kiểu như là con không có sợ, vì con đem cái điều đó về nhà chắc chắn người có người nhìn thấy, con không có sợ. Và con em mới nói con, mẹ thấy con rất là dũng cảm nhận lỗi nha, con biết cái điều này không có tốt mà con rất là dũng cảm, con nhận ra cái lỗi của con để mà con trở thành người tốt hơn. Mẹ thấy con rất là nhân tài luôn đó. Cái con của em hỏi ngược lại em chứ, ủa vậy là nhân tài đó hả mẹ? Thì nó muốn mình khẳng định một lần nữa, thì em khẳng định, phải khẳng định lại với nó, con là nhân tài, con là nhân tài thật sự luôn, tại vì con rất là dũng cảm, dũng cảm để trở thành một người tốt hơn đó. Thì đúng là em từ đó về sau là con em nó nói, ồ hôm nay con vui quá mẹ ơi, không ngờ là hôm nay con vui thiệt. Cái việc ăn cắp tiền là một cái việc gì đó mình sợ hãi, và con với em nó chuyển qua trạng thái là rất là vui, và nó nói thật ra giống như cô nói vậy đó. Khi mà mình là mình kích lại con mình cái điều đó thì tự nhiên con của mình nó liêm chính, nó nói thật, nó không có giấu, nó không có giấu nữa, nó không có giấu nữa cô, và nó đem cái số tiền còn lại á con, đem cái số tiền còn lại ra trả lại cho bà ngoại. Em khen ngợi con một lần, con đúng là một cái người biết dũng cảm nhận ra lỗi của mình, và con dũng cảm thay đổi luôn cả hai điều đó. Thứ nhất là dũng cảm nhận lỗi, thứ hai là con đã dũng cảm thay đổi, con nói ra và con thay đổi trở thành người tốt hơn. Đúng là cái bài này nó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, biết ơn cô lắm lắm. Cảm ơn Ngọc Tuyền. Liêm chính là tố chất của người thành công, cho nên chúng ta mà thường xuyên khen cái người đã dũng cảm nhận lỗi là sau này là người ta sẽ liêm chính với mình đó, không có giấu mình cái gì hết đó. Cái người đó ra ngoài đường cũng sẽ thành công luôn. Cái liêm chính nó thành thói quen, sau này người ta ra xã hội người ta sẽ thành công. Rồi con nít đó anh chị, con nít đó nó, khi mà nó hỏi mình xác nhận lại cái đó là anh chị phải khẳng định cái đó, tại vì nó tin mình, nó rất là tin mình, cho nên anh chị khẳng định lại là nó sẽ lưu vô não nó luôn. Tại vì con nít đó sẽ không có biết là nó làm việc đó là tốt hay xấu, hoặc là nó không biết là cái từ đó là tốt hay xấu, thì khi nó hỏi mình đó, mình khẳng định lại con là nhân tài, đúng rồi con là nhân tài, thì đứa trẻ đó nó sẽ in vô cái hình nó là nhân tài, mà từ nay nó sẽ sống với con người đó. Con nít nó tin mình lắm, cho nên anh nhiệm vụ của anh chị là phải chỉnh nó theo đúng hướng, đi đúng hướng, thì từ đó là nó sẽ tin vào điều đó và nó sẽ sống với điều đó. Mời bạn Hoàng Trà My. Ngon hàng, lớp mình bữa nay sẽ thấy nhận bài ngon dữ vậy ta. Em chào cô Ngọc Dung cùng với chào các ní. Biết ơn cô cho em chia sẻ. Cái hiện thực của 8 tố chất nhân tài sau khi học quýt là điều em vô cùng tâm đắc của. Em có cái hiện thực bữa trước là sau Tết ấy, có bánh chưng hay là lịch học của con nó cũng bị nhầm, bị lẫn ấy. Xong rồi nhà em cũng có người về nữa, thành ra là đi chơi khá nhiều, nên là lịch học con có quên. Thì trước hôm học chính thức quay trở lại trường ấy, thì em có hỏi con là con đã nhớ chính xác, con đã hỏi lại lịch học chưa? Thì là con cũng nghỉ sau Tết, lý do phải đi học rồi, con nghỉ sau đấy thêm vài hôm nữa cơ. Thế đến khi mà con bảo là lịch của con là 247, thì ngày hôm sau em có được cái hiện thực của cô giáo nhắn tin trên nhóm là bạn Hoàng Dương là vắng mặt, đề nghị phụ huynh quản lý con em mình. Thì lúc đấy em mới gọi con là ô sao cô bảo là lịch học của con hôm nay đi học mà hôm qua mẹ hỏi con thì con lại nói là 247, thì bây giờ là như thế nào? Thế là khi đấy là hai mẹ con xác nhận lại thông tin là con đã nhớ nhầm lịch ấy. Thì lúc đấy là tầm 9 giờ kém rồi, nếu mà phải đến lớp vào cái khung giờ đấy thì con về tâm lý là rất là ái ngại. Nhưng lúc đấy là xoay chuyển với 8 tố chất nhân tài, em nhớ bài ấy, giờ em cảm thấy rằng là cứ đúng bài mà làm thì nó sướng lắm. Em nói là một trong những tố chất của nhân tài là dũng cảm thay đổi. Con hãy đến lớp và xin lỗi cô, con đã nhớ nhầm lịch. Và mong cô bao dung cho con để con vào lớp. Vì một trong những tố chất mà dám nhận lỗi là của một siêu nhân tài rồi. Và hôm nay thêm được cái từ mà khi mà mình kích hoạt được cái 8 tố chất nhân tài về nhằm dám nhận lỗi để kích hoạt được cái sự liêm chính nội tâm của người khác, thì nó sẽ làm cho người khác tin tưởng cái người đối diện nhiều hơn. Và quan trọng nhất là chúng ta cần có niềm tin ở người thân của mình ấy. Thì cũng có một cái cảnh nữa là bữa đấy là con làm bài điểm nó có bị thấp. Và bản thân thì em cũng biết, và có một cái hiện thực nữa là em đồng thuận với con. Lúc đấy em còn cũng chưa nhớ ra đến 8 tố chất nhân tài, lúc đấy nó chưa được luyện rõ đâu. Thì em chỉ nhớ là ngày xưa mẹ cũng học cũng vớ vẩn như thế, con còn cao hơn mẹ. Thế là em nhận được một cái ngôn ngữ cơ thể của con ấy cả nhà, là cái việc mà bạn ấy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩa là khi mà thường mà điểm thấp là tâm lý của các con là rất là sợ bị mắng. Nhưng khi mà mình đồng thuận ấy, mình nói là ngày xưa mẹ cũng còn không được như con ấy,
Tức là bạn ấy thấy rằng bạn ấy có cùng đồng đội với chiến tuyến, là bạn ấy thở nhẹ ra một cái. Thế thì khi mà em phát hiện ra tạp chất của nhân tài ấy, là bắt đầu là mới đầu thì chưa quen, chưa nhớ. Thế là chụp cái file PDF đấy để làm màn hình điện thoại. Sau đó dán trên bàn học, dán trong bếp, dán ở bất kỳ nơi để có nhìn thấy tám tố chất để nó nhắc mình ấy, để huân tập nghe thế nói biết ấy. Và từ đấy thì gần như là bắt đầu làm siêng làm rõ điều đấy và nhắc đi nhắc lại, thì đến bây giờ nó đi vào trong tiềm thức và nhớ bài. Thế là cứ có cảnh đến thì lại mang tám tố chất ra để khen ngợi con và cứ nói miết. Và đến bây giờ là cũng giống như thiện thực của bạn Tuyền ấy, là chỉ cần nói với con là hôm nay mẹ có cái Zoom nào ấy nhỉ, nhiều quá không nhớ, con có thể nhớ hỗ trợ mẹ được không, thì nhờ cống hiến gánh vác đấy, nghĩa là giúp cho con có một cái cơ hội để hỗ trợ mình ấy. Thế là mình cảm thấy mình nhỏ bé lại để cho các bạn ấy phát huy lên, thì em thấy rằng là cái việc mà việc mình học và con cùng học đấy vô hình chung là biến gia đình cả nhà là một môi trường học tập luôn. Thế là mình giả đò một tí, giả ngu giống như thầy nói đấy ạ, là thấy nó rất là hiệu quả. Và hôm nay cái bài học tâm đắc của em khi mà học cô ấy, mình sẽ phát huy được, em tâm đắc điều là phát huy được cái sự liêm chính nội tâm. Em rất tâm đắc điều đấy, biết ơn cô. Cái liêm chính nội tâm sau này anh chị thành đạt, anh chị phải luyện được cái liêm chính nội tâm. Cái mình mà liêm chính nội tâm là cái tính đó là tố chất người thành công, thành đạt cái tố chất đó hay lắm. Đó. Biết ơn bạn Trà My chia sẻ. Bạn Trà My chia sẻ hay á. Anh chị biết không? Con nít á, con của mình nó mấy tuổi đó, anh chị đừng có tưởng là nó nhỏ nó khờ khạo rồi không có gánh vác, cống hiến gánh vác được cho mình nha. Chúng ta sẽ rất là nhờ nó nếu anh chị ứng dụng tám tố chất nhân tài này. Mặc dù nó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà chúng ta sẽ rất là nhờ nó đó. Tại vì sao anh chị biết không? Nó có trí nhớ rất là tốt. Cái bộ phận trên cơ thể của nó là toàn là đồ ngon không à. Cho nên trí nhớ của nó cực kỳ tốt. Anh chị muốn nhắc hẹn cái gì đó thì anh chị chuyển qua nó. Con ơi, mẹ có giờ học là cái giờ đó đó. Con nhớ nhắc mẹ nha. Cho nhiều khi mẹ làm nhiều công việc, mẹ sợ mẹ quên. Con nhớ nhắc mẹ đó, mẹ học nha. Là nó sẽ trở thành một cái máy mà giờ đó nó sẽ báo cho anh chị. Nó nhắc anh chị học. Trí nhớ nó tốt dữ lắm. Và khi nó làm bất cứ chuyện gì tốt, anh chị phải dùng tám tố chất nhân tài này khen ngợi khích lệ nó lên, thì nó giỏi lắm, nó giỏi nhanh lắm. Một đứa trẻ anh chị đừng có tưởng là nó vô dụng nha, nhờ lắm nếu anh chị biết sử dụng nó, nhờ nó dữ lắm. Anh chị biết không, học á, anh chị học mấy cái nội tâm này á, nó rất là hay. Cho nên là học á, cho nó ngồi kế đó nó nghe luôn, cho nó ngồi bên cạnh nó nghe, hoặc là mình ngồi mình học nó đi qua lại để cho nó nghe luôn. Rồi dùng tám tố chất nhân tài để thường xuyên khen nó, thì anh chị sẽ kích hoạt cái tổng nghiệp thức của nó. Nó giỏi, nó nhanh giỏi lắm. Biết ơn bạn Trầm Bi. Mời chị Vân. Chị Vân ơi, chị Vân hồi nãy thấy chị giơ tay. Mời chị Vân. Dung thấy người Việt Nam mình, nhiều người người ta bị sai lầm cái này anh chị. Người ta nghĩ là con nít nó nhỏ, nó chưa có nhờ được, nó nhỏ, nó còn khờ, nó vô dụng lắm. Toàn là nó phụ thuộc mình, nó báo mình không. Mà thiệt ra anh chị không biết là nó nhỏ vậy đó, anh chị luyện nhân tài nó mới dễ. Nó nhỏ chị luyện nhân tài mới dễ, anh chị nhờ nó lắm. Mấy đứa cháu của chị Dung lúc nó có mấy tuổi à? Mà chị Dung là không, bà không có dùng tám tố chất nhân tài đâu, mà nhiều khi vô tình nhờ nó làm cái này cái kia mà nó làm được hết à. Nó có 7 tuổi thôi mà nó sửa được điện thoại đó anh chị. Con trai của chị gái Dung á, lúc đó nó có 7-8 tuổi à. Mà bà là bà lúc hai vợ chồng là thương con hay mua điện thoại iPad về cho con nó tự ngồi chơi á, tự chơi trò chơi á. Mới có 7 tuổi mà điện thoại hư đó là không có xài được. Rồi ông cậu ông bác mới cho nó, ông nói thôi điện thoại này hư rồi xài không được, con đem về đi. Ông mới cho nó, mà nó giờ nó mò mò sao mà nó sửa được cái điện thoại đó. Cuối cùng nó xài được cái điện thoại đó luôn. Sau này ba mẹ nó mới phát hiện là nó sửa điện thoại rất là hay. Điện thoại hay máy tính là cái gì mà hư hay bị trục trặc cái gì á mà bấm mà nó không lên á,
đưa cho nó mà mòn cái là ra. Là con nít đó, nó có tài năng ẩn trong đó anh chị, nó giỏi lắm. Mà tại chúng ta không biết, chúng ta tưởng là nó nhỏ, nó khờ khạo. Cho nên anh chị mà phát huy 8 tố chất nhân tài này lên đó, là anh chị sẽ nhờ được con mình dữ lắm. Ừ, chị Vân, chị đang có khách rồi. Cả nhà mình có còn ai chia sẻ gì nữa không? Có còn ai chia sẻ gì buổi hôm nay không? Nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi nha anh chị. Rất là biết ơn Dung đã chụp hình xong rồi, đăng lên nhóm rồi. Anh chị nào mà chưa vô nhóm hết, vào toàn diện mà muốn vô nhóm hết thì vào nhóm nha. Thì Dung sẽ mỗi lần Dung chia sẻ là Dung sẽ đăng lên nhóm, Dung quảng bá trên nhóm đó, báo thông báo lên nhóm. Thì Dung sẽ thường xuyên có những buổi chia sẻ, một tuần chắc khoảng 3 lần, khoảng 2 tới 3 lần. Từ từ đó. Này là nhóm giờ tập. Tiền hôn nhân tình yêu. Nãy bạn chia sẻ nói bạn Xuân này bạn viết này. Khi chồng mang tài chính về cho mình làm lớn lên. Mình biết ơn chồng đã mang tài chính về cho mình. Và càng ngày chồng càng kiếm tiền giỏi và càng mang tiền cho mình nhiều hơn. Em biết ơn cô Dung nhiều nhiều. Ừ đúng rồi đó bạn. Bạn ghi cái đó đúng đó. Tại vì chúng ta kích hoạt được tổng nghiệp thức của ông chồng. Hồi xưa ông chồng ông kiếm tiền dở dở đúng không? Chúng ta làm riết khen 8 tố chất nhân tài riết cho ông chồng từ từ nghiệp thức của ông phát triển lên. Tự nhiên ông tài năng ông giỏi ra, ông kiếm tiền nhiều hơn xưa nữa. Nhờ chúng ta ngày đêm chúng ta rỉ tai ông, chúng ta khen 8 tố chất nhân tài mà nghiệp thức của ông chồng mở ra. Ông càng ngày càng giỏi hơn. Ông càng ngày càng giỏi hơn, ông càng ngày ông cho mình nhờ nhiều hơn và ông càng ngày càng cống hiến gánh vác cho mình nhiều hơn. Rồi ông ra đường ông kiếm tiền nhiều hơn, ông thông minh, ông giỏi giang hơn hồi xưa là nhờ chúng ta kích hoạt được 8 tố chất nhân tài. Chúng ta chồng con chúng ta tệ là bởi vì chúng ta hay chê chồng con dở và cứ hay phàn nàn. Cho nên những cái người đó càng ngày càng tệ. Còn cái 8 tố chất nhân tài này là ngược lại. Cái người đó sẽ càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng thích cống hiến gánh vác và càng ngày càng thích cho chúng ta nhờ hơn. Là do chúng ta ứng dụng cái này. Và nhắc lại một cái quan trọng. Là mình hãy chỉ so sánh 8 tố chất nhân tài thôi. Ví dụ như mình thấy cái người kia khiêm tốn. Mình thấy người kia khiêm tốn, người ta, cái cuộc sống người ta mình quan sát, mình thấy người đó khiêm tốn. Mà mình dòm lại, mình thấy mình đôi khi mình có ngạo mạn. Thì mình thấy cái điều đó, mình so sánh, mình không bằng người ta. Thì mình phải học tập để mình khiêm tốn giống người ta. Đó là chúng ta so sánh cái đó rất tốt. Mình hiển nhiên quá. Mình hiển nhiên với cuộc sống này, chồng con, cha mẹ, kiến thức đồ mình hiển nhiên quá. Mình vô mình học, mình thấy cái bạn đó, bạn chia sẻ, sao thấy cái người này có sự trân trọng biết ơn quá. Mình quan sát thời gian, mình thấy trời ơi, cái bạn này bạn trân trọng biết ơn dữ quá. Xong mình thấy cái điều đó, mình thấy mình không bằng người ta. Thì mình về, mình tập luyện, mình bồi dưỡng để mình có sự trân trọng biết ơn. Thì chúng ta sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Mình sẽ chuyển hóa. Tại đó mình thấy người ta có cái gì á mà mình so sánh mình không có cái đó giống người ta, thì mình so sánh mình sẽ về tự nhiên nội tâm mình sẽ học hỏi để mình có cái đó giống người ta, là cái điều này rất là tốt và anh chị sẽ phát triển tốt nhờ cái này. Còn ai mà đi so sánh phước báo với người ta, nói người ta đẹp hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình là anh chị chết chảy nha. Hồi xưa Dung bị cái này rồi đó, Dung biết mà chết á, mình đau khổ lắm. Ai đi so sánh với phước báo là sẽ rất là đau khổ. Còn anh chị so sánh 8 tố chất nhân tài thì con người anh chị sẽ càng ngày càng phát triển lên. Ồ, mình thấy cái người ta ngon lành này, mình không có cái này này. Mình thấy người ta dũng cảm nhận lỗi, hồi giờ mình cứ chối đầy đẩy à. Thôi từ nay mình sẽ nhủ với lòng mình là từ nay mình sẽ dũng cảm nhận lỗi giống như bạn ấy. Là anh chị chuyển liền. Rồi, biết ơn cả nhà mình nhiều nha. Bye bye cả nhà mình. Hẹn gặp lại anh chị tuần tới nha. Bye bye. Cô Dung ơi, hôm nào cô chia sẻ 7 bố thí ạ? À? Vì em cứ bảo nghe lại ghi âm nhưng chưa thuận dư nghe. 7 bố thí Dung thấy có nhiều anh chị chia sẻ lắm mà.
Tại Dung thấy có quá nhiều anh chị chia sẻ 7 bố thí cho nên Dung không có chia sẻ chủ đề này. Cô ơi, còn bài tiền. Bài tiền hả? Bài tiền ở tuần tới. Bài tiền tuần tới nha. Tuần tới Dung chia sẻ tiếp cái bài tiền tiếp theo nha. Rồi. Bye bye các anh chị. Biết ơn các anh chị nhiều lắm nha. Anh chị học giỏi nha. Chị là nhân tài. Tất cả những anh chị hiện diện ở đây đều là nhân tài hết nha. Dạ, bye bye. Cô ạ.